lateral. Đó, mấy con sâu đánh chạy chết quẹo lên á. Đó dễ tại vì mình đuối rồi, có mình mệt rồi, mình ráng á, ráng đó mà cái ráng là bị chấn thương rồi cho nó bỏ thì giới vô, đến nó bỏ.
nhau vừa vui cái quan trọng đó là tiền có tiền mua được á, mua được đúng rồi, anh nói chính xác hả, nói chính xác không có gì mua được các bạn, vừa sức khỏe là vừa tinh thần đó. Hai cái đó là mình làm cái gì stress bị vô đây là những người giỏi là thoải mái cái gì do mình ngày này mình đi thoải mái mình cũng bảy là mình bỏ hết đợi bỏ trời luôn tôi chạy tôi mất chân biết đợi bỏ trời mất chân chạy tôi mất chân tay mình đau nè tím luôn á vậy đó hả cái này nè thôi sao vậy thấy tiếng tiếng không? À thấy 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 tiếng chứ. Ghê vậy. Gì ghê vậy? Đó là gì đó. À. Trời nó muốn rồi. Không. Nên là như là hồi đó mình cũng có. Cái tủy xương, cái tủy xương nó chạy ra đó. Nó nổi cục lên. Nó dính lên nó nổi cục lên. Đè lại không xuống. Bị vô đi xuống. Lâu lâu nè. Vô cái mẹ làm cái phù biết làm như là mình là cái động tác một cái động tác nhiều đi làm